你们好那今天我们研究一下呃、uh, 汉语教程的那第二色、uh, 第一课，啊，首先我们有那个主题大部分多的，啊，我们一起来做吧。我们有这的 a day，这样呃他样呃这样呃这样定这样呃了样呃这 bí bí của tức là hơn tôi nó chẳng nữa a cái sẽ... à, bí của cân léo chỉa trở tới chính khoảng à, anh ấy còn hiểu à, cái tình huống tình hình ở chỗ này hơn tôi a b kết hợp với à, cả tính từ à, động từ để hiểu, biểu thị rằng là a hơn b điều gì đó Tha của cân léo chỉ ở thì chính khoảng anh ấy còn hiểu cái tình hình ở đây hơn tôi. Ồ, thì họ oh, vẫn bỉ là hơn, tơ cơ dự, đích cá tử, tức là cái cơ thể, cái, cái, cái dáng người của ai đó, ti tị, tị, em trai, cơ cửa anh trai, khái, khái cao, tức là còn cao, hoàn cao. Uh, tiao uh, cơ cỡ từ cơ dự vì tị khái cao tức là cái dáng người của anh trai còn cao hơn cả em trai cái khái cao này chúng ta có thể đảo ngược lại là tí tị tì cơ dự vì cơ cỡ khái cao cũng được là xét về mặt ý nghĩa thì như câu này của thầy nó cũng hơi có vấn đề một chút tức là anh trai thì thường lẽ ra là cao hơn là chuyện bình thường liên quan đến từ khái này, này là vẫn thì đảo thành là ti tị tơ cơ chữ vì cơ cỡ khái cao thì nó có vẻ hợp lý hơn đó, đó san cơ cỡ anh trai nướng trư nó có thể ăn nướng trư à, nướng nướng trư khủ khủ là khổ Thế nhưng khổ thì không thể ăn được nhưng mà nướng trư khủ thì chưa khủ nghĩa là chịu vất vả nướng trư khủ nên là có thể có khả năng chịu vất vả Uh, tha pỉ tức là anh ấy hơn cái gì đó tha anh ấy cưng tức là hơn vậy là bán sẽ là gì uh, tha pỉ tha cơ cờ cưng đấng trư khổ tức là anh ấy cũng có khả năng chịu khổ hơn cả anh trai của anh ấy cưng đấng trư khổ họ uh, thứ tư tơ rấn của ai đó người cùng người nào gì đó mấy uh, hiểu một hữu không có uh, Trái nán, trái nữ, đây là tên người Nhật. À, trái nán, trái nữ, Thì từ trái nó một mình như là trạch. Trạch nam, trạch nữ. Trái nán, trái nữ, trạch nghĩa là nhà ở. À, chinh tráng, kinh thường, nghĩa là thường xuyên. Tráng là cường, là mạnh. Thì trừ, thể chất, nghĩa là thể chất. Nguyên tung, là vận động. Thế đáp án sẽ là gì nhỉ? Câu này cũng tương đối phức tạp. Mà thầy có một cái đáp án như sau Không, không Ý nghĩa nó không được Quá là hay Ý sử chứ Cũng thầy hiểu ý sử Xin chào Nguyên tung Tư Rấn mấy hiểu Trai nán trai nủy Thì trự trắng Nên là cái người Mà thường xuyên vận động ấy, Thì cái thể chất Vẫn không bằng được Là cái bạn Trai nán trai nủy này à, trạch nam trạch nữ Nên là Trai nữ là tên của người Nhật Thầy cha được nó là Utaku Otaka Utaku đó. điều, chúng ta có, đối với nhân dân tệ, chén, dị tiền, trước đây, mấy yuan, mỹ nguyên là đồng đô la mỹ, phu à, rủ bất như tức là không bằng, nó mức cao tức là cao như vậy, trên trải hiện tại là bây giờ, à, khui lì tức là uh, hối đoái, uh, uh, hối đoái. Xin chào mấy yên tôi <laughs> rừng mình bị chén nà mơ cao tức là cái hối đoái của đồng đô la Mỹ với nhân dân tệ bây giờ thì không cao được như trước kia nữa. Hỏi Tí liệu ý cửa một cái nhất cá sư trịa chéo chỉ ở cô gái thế giới thế giới tiểu thư chưa sư giá thứ lần này bị sai là thi đấu tỷ tái à, bị ý cơ à, so sánh một cái tỷ nhất cá phèo à lượng phiếu lượng nên là xinh đẹp Chuyển xuyến sổ ừ, à, cái tuyển thủ đích tuyển thủ là ta ăn chứ chấm với nhau bị sổ ý cờ, bí, ý cờ, bí, bí. À, tức là những cái tuyển thủ ở trong cái cuộc thi đấu các cô gái thế giới lần này thì người này so với người kia rất là đẹp thì ý cơ phí cương ấy biểu thị là mấy cơ đấn, là mỗi người à, người nào cũng rất là là xinh gọi là ý cơ phí ý cơ Theo lẻo họ đi tha tợ anh ấy sởi trình độ ý chén là trước đây khảo là tốt pì là tỷ là so sánh khan nhủy tiếng hán ít chia một vài là ta ăn cho mấy nhau ta tự khan nhủy chén khảo ít chia tức là cái trình độ tiếng hán của anh ấy tốt hơn trước kia một chút khảo ít chia tức là tốt hơn một chút hóa thứ ba của tờ tài sủi tôi thì hơn một tuổi tha anh ấy ý nén nhất nhiên một năm pí ủa tức là hơn tôi pí ủa là hơn tôi phí tốt nghiệp chảo sớm tạo nán nhiều là bạn bạn trai na ủa nán nhiều, ủa ta tha ủa chảo phí bạn trai của tôi thì hơn tôi một tuổi và anh ấy sẽ tốt nghiệp sớm hơn tôi một năm đây họ viết hơi sát của tờ với ta ý để ra cái tách ra thì ta sẽ dễ nhìn hơn họ chưa rõ cải chua truy cải chua thì là sửa câu sai cải chưa biển luận trang na biển trang phê tráng khảo à, thì trong cái câu a bị b thì không có phó từ phủ định tức là thể thừa từ phê trắng người ta sẽ bỏ từ phê tráng này đi À, ta bỏ nó đi nhá à, thì câu sẽ đúng thôi à, gạch đi phơi trắng hỏng, chỗ ta gạch đi nhá gạch đi, à, thế thì là trước bên luận trang bị, bên luận trang hỏng là được, trước cơ ban bị nà cửa tua ủ cơ rấn, tua ủ rấn thì thiếu bất lượng từ, tua ủ cơ rấn thì mới đúng, tua ủ cơ rấn nó bạn ủ rấn này, ta phải thêm lượng từ vào ủ cơ rấn. Họ san Nà bạn uốn trang xỉa tứ khẩu, bố của bì. Bố của bì tha hảo. Cái bài, văn, cái bài văn này thì viết rất là tốt. Bài văn này viết rất là tốt. Đấy, thì nhưng mà không tốt bằng anh ấy thì cái cụm này bị sai này. Ta không nói là bì tha phù hảo mà nhất là ta có thể sửa thành mấy hiểu tha họ thì nó kém hẳn à? còn phu bỉ tha họ cũng được nên là không bằng anh ấy ta sửa vào ta có thể sửa thành là phu bỉ tha hoặc là mấy hiểu tha họ mấy hiểu là kém của phu bỉ là không bằng Sư, tua câu này về khó khăn từ tua tức là tốt hơn rất là nhiều Ồ, ừ, khó khăn tớ tua phù rú thì ở đây thì ta phải phù rú là tha đúng không ừ, thì ta phải là phù rú thì không như cái gì đó thôi còn tốt hơn rất là nhiều thì ta phải nói là uh, tha đây là không như anh ấy tức, anh ấy sẽ hơn tôi đúng không ta sẽ nói là à, uh, tha tha xỉa tớ khan chữ bí của xỉa tợ khảo Đấy.

à uh, tha tha trung có thể viết được han tự bị ali ô uh, cơ tua ô cơ tua chỗ này sai đây đúng không? Mình phải sửa là gì? à uh, bị a b tua tua ủ cơ hơn hơn 5 chữ đúng không ạ? Tua ủ cơ, ừ, ok, Trước cơ sư mới hiểu nào cơ châu sư khẩn ta thì lại thừa mất phó từ chỉ mức độ đúng không? Như thế này lại gạch chuyện này đi. Đó, ta thấy là được rồi. Cái phòng học này thì là to như phòng học kia. À, chưa cơ châu sư hiểu là cơ châu sư ta. A hiểu B kết hợp với tính tư tức là A giống như B. À, ba là Trung Quốc Chai Trung Quốc rắn ở trong mắt người Trung Quốc. Chân Chia bị uh, sơn tàn chia khẩn trung nhỏ. Uh, cân trung nhỏ thì đúng hơn. Thay từ khẩn này này. Và từ cân. Cân là hơn. Cân trung nhỏ. Quan trọng hơn. Ở trong mắt người Trung Quốc thì uh, Tết Âm ấy thì còn quan trọng hơn cả ngày lễ Noel. Có đúng không? 嗯，好好，把括号里的词语填到句中适合的位置上，将都填一下，不就没了。嗯、呃，我还我还是觉得我的眼力，嗯、呃，比你的差啊。呃

Uh, Cái sản lượng của công ty chúng tôi ý, uh, Thì hơn so với cùng kỳ năm trước uh, Tăng được là 20% Mình uh, uh, mấy Sản lượng của mấy 三有没说听 game，现在这个世界上，呃，没有什么比家人更重要的了，没有。哦，bây giờ ở trên thế giới này thì không có cái gì là hơn được so với người nhà，cha đẻ là người nhà、嗯。sự súng của mình chưa nào 到上海，坐火车比坐汽车。 chào tạo chào tạo đến sớm chào tạo 40 phút. trung từ chỗ chúng tôi đến Thượng Hải nếu mà đi tàu hỏa ấy, thì đến sớm hơn 40 phút so với đi ô tô ổ uh, chen cha cung chùa ý khẩu uh, tha biển tửa biển tửa bị cua cưng phéo lẻng lợ uh, sau khi tham gia cái tham gia đi làm thì Cô ấy thay đổi là đẹp hơn trước rất là nhiều. Đẹp trước hơn rất là nhiều. Đi làm tự nhiên là đẹp hơn rồi. À, liệu... À, thì liệu của khái sự chế độ Hồ khứa này phát triển được cân khoa y à, Tôi vẫn cảm thấy rằng cái thành phố Hồ Chí Minh ý, thì phát triển nhanh hơn so với Hà Nội một chút. Để khoa y xe nhanh hơn một chút. 答案是七啊，七啊、uh,。要说做饭，我们不如啊，我不如我，嗯，我还不如我爱人呢。啊，nói đến việc nấu cơm ấy, tôi tôi vẫn không tốt được như là vợ của tôi nấu không tốt được như không được như như vợ tôi. 我总想炒出 ta bù rù vẫn luôn muốn tìm ra được cái điểm mà cô ấy không bằng tôi thế nhưng mà vẫn luôn không thể tìm ra được họ chấu bảy chiên mấy cho Um, cái tàu điện ngầm ở Bắc Kinh ấy, thì không mới được như ở tự hải mấy ở sang hải chúng mới xin 好，接、就、着、是、这个这个是他说比我有才华的人，嗯，他说比我有才华的人没有没有我能力，比我。 năng lực bị ổ nỗ lực tư rấn mấy yếu ổ yếu trái khóa yếu bị ổ yếu trái khóa yếu bị ổ năng lực tư rấn mấy yếu năng sâu khổ mấy yếu ổ năng sâu khổ Đấy. anh ấy nói rằng là cái người mà có tài hơn tôi thì không nỗ lực như là tôi. Thế còn nếu mà nỗ lực hơn tôi thì lại không có tài như tôi. À, lại hơn lại có tài hoa hơn tôi thì lại không nỗ lực hơn tôi thì, thì... À, ta, cái, cái, cái 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 này là cái này là ta lưu ý đây là cả một cụm danh từ nhé. Cái người cái người vừa nỗ lực cái người vừa có tài hoa hơn tôi mà lại nỗ lực hơn tôi ý, thì lại không thể uh, chịu khổ được như tôi nấng sâu khổ nên là có thể chịu khổ là cả một cái cụm liên từ kết cấu một cụm luôn nấng sâu khổ học thuộc nhé nấng sâu khổ họ xuyên dừa trong trình thả ăn cho lựa đáp án đúng đúng không ạ? Hoàng Minh đã học ba năm tiếng Anh, nhưng mà anh ấy nói được tốt hơn Hoàng Minh mới học được có nửa năm tiếng Hán, thế nhưng mà anh ấy nói thì còn tốt hơn cả tôi. Nán Trinh từ Hạ Thiên, Bỉ Bảy Trinh rửa từ tua. Mùa hè ở Nam Kinh thì là nóng hơn ở Bắc Kinh rất là nhiều. À, lưu ý để biểu thị mức độ hơn họ thường nói là rửa tứa rửa rửa tua là họ rửa tứa tua là thường là rửa tứa tua chứ rửa tua là thì thấy thấy ít nhưng mà tôi sách nó ghi thế thì mình biết thế <laughs> à, san sư chia sang tờ ủy dán dậu dậu khẩu dậu khẩu dậu khẩu chỉ trên trùng à, cái ngôn ngữ ở trên thế giới có tận 没你来的我们都知道，日本和韩语同学学习汉语，特别是汉字，比欧美同学嗯容易得多，容易得多，那 dễ hơn rất là nhiều。chúng chúng ta đều biết rằng Uh, Nhật Bản và Hàn những bạn học sinh Nhật Bản và Hàn Quốc ấy thì học tiếng Hán uh, đặc biệt là là chữ ấy, thì uh, dễ hơn rất là nhiều so với những cái bạn học người Âu Mỹ đương nhiên dạng chữ châu Á mà người Việt Nam mình học cũng dễ nhanh hơn mà chúng ta học thầy còn nhanh nữa. tiểu Tiều, dự 嗯，嗯、呃，妻子，嗯，不，嗯，嗯，我我想找出那妻子，不比呀、啊，这哪能慢慢慢慢意 n 就不比我的地方，嗯，但是一直找不到。 tôi luôn muốn tìm ra cái điểm mà người vợ của tôi không bằng tôi thế nhưng mà luôn tìm không ra pu pỉ là không bằng liệu của y ngụy xua tửa bị tha hỏi <laughs> một tiền gửi sự rưu ủy tửa tha À, tiếng Anh của tôi nói thì tốt hơn anh ấy một chút, thế nhưng mà tiếng Nhật ấy, thì nói lại không được như anh ấy. Chi, của tôi hiểu thì khi người phương Tây ở cùng nhau, học và làm việc, chúng không kém ti chúng ta đều có thể nghiệm là khi mà đọc sách khi mà học khi mà học học và làm việc cùng với những người bạn phương Tây ấy, thì cái trí thức của chúng ta thì không kém so với họ và cái năng lực của chúng ta cũng không thấp so với họ không ừ, thấp rồi Nếu có lưu sang bút tủ chơ khoa Ở mến hơi Ở mến hơi bị tha chào tao ý khuê Nếu như mà trên đường mà không có tắc xe Thì chúng ta sẽ Sẽ đến sớm hơn họ một lát Đấy

À, cô ấy thì ở phía đông bộ của châu Á, Thái Bình Dương, Xi'an ở phía à, bờ tây biển Thái Bình Dương. Na lì, Na lì Ti Lão Khổ ở đó thì khu vực rộng lớn. À, Lu Ti Miền Chi, là Ta Cai, à, Ta Cai Tràn chiếm. ta gai là chiếu bài liều sứ hoàn phiến phang chen mì à, cái diện tích lục địa thì đại khái là chiếm khoảng là 990 à, đây là 960 vạn um, um, bình phương nghìn mét mét vuông 天理啊，嗯、哦呃，它的首都是北京，是北京，老北京。它目前世界上人口最多的国家，啊、呃。 Cô ấy hiện nay là quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Uh, thay hiểu, uh, ủ sứ, liệu cơ biến đất nước đó cô ấy có là 56 dân tộc là uh, chỉ chung biến số dân khẩu chơi tua. Trong đó thì uh, uh, cái dân tộc mà có dân số đông nhất thưa Biến sư uh, chỉ chung à, chỉ trung khán chú lớn khẩu chơi tua trong đó thì dân tộc Hán là đông nhất à, phía tờ miền chú tờ lớn khẩu phù rú phù rú là không như phù à, rú phù rú khán chú là một tua thì không nhiều như là người Hán treo à, chùa sáu sụ chú và được gọi là dân tộc thiểu số phù rú mãn chú ví dụ như dân tộc Hán, khuấy chú, mấy cơ, miền chú tôi hiểu tú thừa tớ phong số xí quản. Ví dụ như là dân tộc Mãn, dân tộc Hồi, thì mỗi dân tộc đều có những đặc điểm phong tục tập quán đặc sắc. Trại à, chạy trắng chiang khứa khoáng khứa. Na lị trụi trắng. Uh, à, chạy trắng chiang khứa khoáng khứa. Trường Giang và Hoàng Hà. Đồ đẻ chỗ này ta điền trước là chữ théo đi. Vì lẽ théo hơ tức là hai dòng sông. Trường Giang và Hoàng Hà. Nơi. Chỗ này ta điền chữ thị. Sh. Thị nơi trái trường đẻ hai tiêu hơ. Trường Giang và Hoàng Hà là hai dòng sông uh, dài nhất ở đây ở chỗ đó uh, na tơ chi khẩu. Uh, phụ trá tôi rằng cái uh, khí hậu cái khí hậu ở đó thì đa dạng phong phú uh, bảy phang Khán lở uh, ví dụ nó có thể nói là bị rú đúng không? Ạ? ví dụ như bị rú uh, bảy phang khán lở nán phang ôn loạn ở phía Bắc thì là lạnh. Còn phía Nam thì ấm áp. À, xả Thiên. À, tung, à, à, tung Nán. Sư run Ấm ướt. Tung Nán, Sư run Phía Đông Nam thì ẩm ướt. À, si Bảy. si Bảy, Can Chọ. À, ở Tây Bắc thì là khô hạn. À, ta lý sử yêu chiều. Cô ấy có lịch sử lâu đời. Chưa xin khai bảo lưu trợ

Hoa bù cho hiện đại tài khoa. ta có thể cho từ là chân tải hiện tại đang chân là chân tải Khoai bù cho hiện đại tài khoa. À, bây giờ một cái đất nước cổ đại như vậy cổ xưa như vậy à, đang mau chóng bước tới cái hiện đại hóa ừ, cho xiềng đại tài khoa. À. 我给你们呢，再读一遍。啊、uh,，你知道中国吗？你知道这个美丽的国家吗？它在亚洲东部、太平洋西岸，那里地域辽阔，陆地面积大概占。 那九百六十万平方千米，它的首都是北京。嗯、呃，它是目前世界上人口最多的国家。嗯、呃，它的五十六个，它有五十六个民族。那、呃、其中汉族人口最多，别的民族的人口不如汉族那么多，叫做少数民族。 比如满族、回族那个民族都有独特的风俗习惯。长江和黄河是那里最长的两条河。啊、呃，那里的气候复杂多样，比如北方寒冷，南方温暖，夏天，啊、呃、东南湿润，西北西北干燥。 它的历史悠久，至今还保留着很多传统文化。现在这个古老的国家正在快步走向现代化。嗯、呃，它名字叫中国，我的中中国”。嗯，来，他努。啊，在一查，查一查，写一写这些词的拼音和意思。加母竹，嗯。 đoán này tra một chút viết một chút về cái phiên âm của những cái từ này thì ta thầy đọc và giải thích luôn nhá mín chú dân tộc như nghĩa là dân tộc khán lẳng hàn lãnh nghĩa là lạnh lẽo quân loạn, ôn noãn nghĩa là ấm áp yêu chiều yêu cửu nghĩa là lâu dài cú lão cổ lão nghĩa là cổ xưa

那我先讲的内容我讲到这，祝你们身体健康，万事如意，再见。下节目我们会见面，再见。